Xin chào các bạn, hôm nay mình xin quay lại với cái chủ đề đó là hoạt động điện trong ngưng tim. Thì thật sự á, hồi trước á, mình có một cái suy nghĩ rất là ngây thơ, đó là nếu mà ngưng tim á, thì cái hoạt động của điện tim nó sẽ đi ngang. Nhưng mà thật sự á, nó cái gọi là cái hoạt động của cơ tim á, nó sẽ chia làm hai loại. Thứ nhất á, là về về công, có nghĩa là về sức co bóp. Thứ hai á, là về hoạt động điện. Một cái là cơ học, một cái là hoạt động điện. Thì hai cái này nó sẽ tách biệt với nhau. Ví dụ như là một bệnh nhân bị ngưng tim, người ta ý muốn ám chỉ đó là ngưng hoạt động cơ học của tim, có nghĩa là tim sẽ không có co lại để tống máu ra ngoài nữa. Thì đó gọi là hoạt động cơ học và được định nghĩa là ngưng tim. Thì ngưng tim người ta sẽ đánh giá dựa trên ba thứ, khi mà có 2 trên 3 thì gọi là ngưng tim. Ví dụ thứ nhất là rối loạn tri giác, lay gọi không tỉnh, dây xương ức không tỉnh. Thứ hai đó là bắt mạch trung tâm trong 10 giây mà không thấy, không thấy mạch trung tâm trong 10 giây. Và thứ ba đó là ngừng thở, không có quan sát được cái di động của lồng ngực. Thì khi có 2 trên 3 thì mình chẩn đoán là bệnh nhân ngưng tim. Thì khi mà cái ngưng tim á, cái ngưng tim ngưng thở á, cái ngưng tim á, thì nó được biểu hiện qua cái tình trạng là nảy mạch trung tâm, có nghĩa là nó chỉ quan tâm tới là không biết, không quan tâm là hoạt động điện trong tim có còn hay không, mà người ta quan tâm là cái lực cơ học của tim có tạo ra được mạch hay không, thì đó được gọi là ngưng tim. Thì theo cái định nghĩa này á, thì mình sẽ thấy là ngưng tim nó sẽ chia làm hai loại. Một loại á, là có rối loạn hoạt động điện, và thứ hai là hoạt động điện hoàn toàn bình thường, hoặc là có hoạt động điện. Thì nó sẽ chia làm hai nhóm như vậy. Như vậy á, thì cái dựa trên cái định nghĩa cũng như là cái chức năng của cơ tim, một là cơ học, hai là hoạt động điện, thì mình sẽ thấy á, là cái ý nghĩa cái trong cái điều trị á, nó sẽ có ba cái bốn cái điều trị lớn. Thứ nhất là CPR, có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ một cái lực cho tim tống máu đi, đó là cái lực của bác sĩ lúc mà mình CPR. Thứ hai á, đó là sốc điện, tại vì nó sẽ có nhóm là có liên quan tới có rối loạn hoạt động điện và không rối loạn hoạt động điện, thì mình sẽ có thứ hai là sốc điện. Thứ ba là mình sẽ hỗ trợ sức co bóp cơ tim, đó là adrenaline. Và cuối cùng đó là mình quan trọng nhất, đó là mình sẽ phải tìm và điều trị cái nguyên nhân gốc của nó. Ví dụ như là bệnh nhân có một cái rối loạn điện giải gây nên rối loạn về hoạt động điện, thì lúc đó sẽ gây lên tình trạng là tim không có đồng bộ hóa, không có bóp được, không có tạo được cái mạch trung tâm, nảy mạch trung tâm, cho nên là mình phải điều trị cái nguyên nhân gốc của nó. Thì bốn cái điều trị cơ bản thì mình sẽ dựa vào cái hoạt động sinh lý của cơ tim. Thì một trong những cái đó là chỉ định sốc điện là gì, tại sao trong ngưng tim á, thì những cái nhịp này lại là có thể là cái nhịp có thể sốc điện, còn cái nhịp này là không thể sốc điện, mà mình phải điều trị theo những cái bước khác. Ví dụ như là bỏ qua bước sốc điện thì mình sẽ có dùng ARE và điều trị nguyên nhân. Thì nó sẽ có bốn cái gọi là bốn cái nguyên tắc điều trị chính trong ngưng tim. Thì đầu tiên á, tụi mình sẽ đi vào hoạt động điện. Nó sẽ chia làm hai loại, đó là shock cable và non-shock cable, có nghĩa là có thể sốc điện được và không thể sốc điện được. Thì mình sẽ có hai cái chỉ định sốc điện được, đó chính là rung thất và nhịp nhanh thất mất mạch. Rung thất ở đây á, thì thất sẽ gọi là rất cái hoạt động điện của thất sẽ rất là hỗn loạn, và các bạn sẽ thấy điện tâm đồ. Mình sẽ search cái hình ảnh rung thất. Cái hoạt động điện đây, mình sẽ add một cái hình rung thất vào. Đây thì các bạn sẽ thấy á, hình hoạt động điện của rung thất á, nó không có như một cái điện tâm đồ bình thường. Thì cái điện thế như vậy, cái điện gọi là cái điện tâm đồ như vậy á, thì mình cũng sẽ hình dung ra được là cái sự đáp ứng của cơ tim nó co bóp sẽ không hiệu quả, bởi vì nó quá nhiều ổ phóng điện trong cơ thất. Chính vì thế là nó sẽ co bóp không đồng bộ, đồng thời dẫn đến cái sự gọi là tống máu sẽ không có hiệu quả. Cho nên á, là rung thất là một trong những chỉ định có thể sốc điện được, bởi vì nó rối loạn hoạt động trong cái cơ tim. Cho nên là khi mà cái ý nghĩa của sốc điện đó là nó sẽ dẹp hoàn toàn
Nó sẽ dẹp hoàn toàn tất cả những cái gọi là nó tắt ngấm hoàn toàn tất cả những cái ổ phát xung trong tế bào cơ tim. Và khi mà tắt ngấm hoàn toàn ổ phát xung đó thì những cái nút xoang bệnh lý nó đã bị nút xoang những cái nút xoang mà nó còn hoạt động được á, nó sẽ dần hồi phục và từ đó nó sẽ phát nhịp trở lại. Thì cái lý do mà tại sao rung thất á, khi mình sốc điện á, mà mình sẽ không sợ bị rơi vào tình trạng là vô tâm thu, có nghĩa là không còn hoạt động điện nào của tim luôn. Đó là lý do. Khi mà rung thất nó sẽ là tổn thương hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng trong cái mạng lưới dẫn truyền của tâm thất. Còn tâm nhĩ chứa nút xoang thì không có ảnh hưởng. Cho nên khi mà mình sốc điện á, nó sẽ dẹp hoàn toàn tất cả những cái ổ phát xung trong tâm thất. Và cái nút xoang của mình đâu nó đâu có bệnh lý đâu. Cho chính vì thế nó cũng sẽ dần hồi phục và chủ nhịp trở lại. Nó không bị cướp nhịp, nó không bị tranh giành phát xung bởi cơ tâm thất nữa. Thì đó là cái nhịp có thể sốc điện thứ nhất. Thì cái ý nghĩa của những cái nhịp có thể sốc điện có nghĩa là những cái nhịp mà mình cần dẹp nó để cho nút xoang hồi phục trở lại và phát nhịp chủ nhịp trở lại, thì đó là những cái điện tâm đồ, đó là những cái điện tim có thể sốc điện được. Cái thứ hai đó là nhịp nhanh thất mất mạch. Thì nhịp nhanh thất nó chia làm hai loại, một là nhịp nhanh thất còn mạch và thứ hai là nhịp nhanh thất mất mạch. Thì cái nhịp nhanh thất mất mạch này mới là có chỉ định sốc điện. Thì cái nhịp nhanh thất mất mạch á, có nghĩa là có một cái nhịp nhanh thất có nghĩa là nhịp nhanh mà cái ổ phát xung là do tại tâm thất, không phải là nút xoang nữa mà là cái ổ phát xung do tại tâm thất. Cho nên mình sẽ thấy là cái phức bộ QRS sẽ dài. Mình sẽ insert cái điện tâm đồ mình add vô. Thì nhịp nhanh thất nó cũng sẽ chia làm hai loại, đó là nhịp nhanh thất mà do một gọi là do một cái từ một nơi phát xung thì nó sẽ đồng dạng nhau. Đó, nhịp nhanh thất. Còn thứ hai á là nó sẽ do nhiều ổ phát xung trong trong tâm thất, nó sẽ gọi là nhịp nhanh thất nhiều dạng á, thì mình sẽ thấy là nó đều là có QRS giãn rộng và nhịp nhanh, thì mình gọi là nhịp nhanh thất. Thì khi mà còn mất mạch á thì mình sẽ có chỉ định sốc điện ở bệnh nhân này. Thì cái ý nghĩa của sốc điện là mình sẽ dẹp toàn bộ những cái ổ phát xung trong tâm thất, từ đó nút xoang sẽ dành nhịp trở lại. Thì trong cái nhóm có thể sốc điện á, thì cái quan trọng nhất của mình đó là sốc điện để dẹp toàn bộ điện dẹp toàn bộ những cái dẫn truyền hoặc là những cái ổ phát xung trong tâm thất. Và thứ hai đó là mình sẽ cố gắng điều trị nguyên nhân và có thể cân nhắc là cho adrenaline. Thì cái chỉ định adrenaline á, các bạn có thể tìm hiểu ở ở trên. Thì cái ý nghĩa của adrenaline thứ nhất là nó giúp cái huyết thứ nhất á, là nó sẽ làm tăng sức bóp cơ tim cũng như là nó sẽ kích thích những cái nút xoang để phát nhịp. Thì adrenaline nó có ý nghĩa là quan trọng trong cái việc là tăng cái sức co bóp cơ tim hơn, có nghĩa là nó đánh thẳng vào cái cơ chế sinh lý bệnh của ngưng tim luôn, và nó cũng sẽ một phần là kích thích nút xoang đập nhanh lên, ý là nó sẽ kích thích nút xoang gọi là đập nhanh hơn, ấy là phát xung phát nhịp nhanh hơn và kích thích nút xoang phát nhịp. Thì đó là ba cái chỉ định, đó là ba cái điều trị của những cái nhóm có thể sốc điện. Ở cái nhóm thứ hai đó là nhóm không thể sốc điện. Thì không thể sốc điện á, mình sẽ hiểu một ý nghĩa đó là những cái điện tâm đồ nào mà nó biểu hiện ở những cái ổ gọi là không thể sốc điện được ở những cái trường hợp đó là mình không có dẹp được những cái ổ phát xung của nó. Ví dụ như là vô tâm thu là cái đường ECG của nó sẽ đi ngang, thì mình đâu có cái gì để đâu có ổ phát xung nào hay là đâu có một cái gì đó cần phải dẹp đâu. Thì đó là ý nghĩa của việc những cái nhịp không thể sốc điện được, đó là vô tâm thu. Và đây là một trong những cái mình rất là hay thấy trên phim, có nghĩa là một bệnh nhân đang hôn mê, đo điện tâm đồ ra rồi cuối cùng đẩy vô sốc điện, thì nó sẽ không phù hợp với lại cái cơ chế không phù hợp với cơ chế của sốc điện. Thì cái điều trị ok nhất, cái điều trị ưu tiên nhất trong cái vô tâm thu đó là mình sẽ nó không có hoạt động điện thì mình sẽ phải kích nó lên. Thì đầu tiên là mình sẽ kích bằng ARE. Thì ARE là một trong những thuốc gây tăng sức co bóp cơ tim cũng như là kích thích cái nút xoang nó phát nhịp trở lại. Thì đầu tiên là ARE và thứ hai là mình sẽ kiếm điều trị nguyên nhân, sẽ có một cái nguyên nhân nền bên dưới khiến cho cái điện tâm đồ của nó đi vào vô tâm thu. Thứ hai á là hoạt động điện vô mạch. Thì cái này nó sẽ có một cái tên gọi cũ, đó là phân ly điện cơ.
Thì thật sự phân ly điện cơ là một tên gọi cũ của hoạt động điện vô mạch thôi. Thì hoạt động điện vô mạch được định nghĩa đó là cái hoạt động điện, có những cái hoạt động điện mà nó có thể tạo được mạch, nhưng lần này nó không tạo được mạch nữa. Nói hơi khó hiểu, mình sẽ nói một cách dễ hiểu hơn, đó là những cái hoạt động, những cái điện tâm đồ nào không, nó nằm những cái điện tâm đồ nào mà không nằm trong nhóm có thể sốc điện nhưng nó vẫn không tạo được mạch, có nghĩa là không phải là rung thất hay không phải là nhịp nhanh thất mất mạch. Ý là những cái nhịp nào mà nó có thể tạo được mạch đó, ý là mình biết là nó có thể tạo được mạch nhưng lần này nó không tạo được mạch. Mình ví dụ như là một cái điện tâm đồ bình thường luôn, nhịp xoay nhanh bình thường. Điện tâm đồ ra nhịp xoay nhanh có sóng B, có QRS, có sóng T rất bình thường. Tuy nhiên mình bắt mạch trung tâm thì sẽ không thấy mạch nảy, thì gọi đây gọi là hoạt động điện vô mạch. Có một cái tên gọi khác đó là phân ly điện cơ, có nghĩa là điện thì nhìn vô cái điện tâm đồ thì mình sẽ thấy nó bình thường, nhưng mà cơ, phân ly điện cơ có nghĩa là cơ đó, thì nó sẽ không tạo được sức bóp. Thì đó là cái tên gọi cũ. Tại sao nó gọi là tên tại sao mình nói là tên gọi cũ, là bởi vì á, cái phân ly điện cơ là một cơ chế trong cái hoạt động điện vô mạch thôi. Hoạt động điện vô mạch nó tới có hai cơ chế lận. Thứ nhất á, là empty heart. Thì empty heart á, có nghĩa là hoạt động điện bình thường, sức co bóp cơ tim bình thường, nhưng mà lúc này cái thể tích máu trong tim á, nó không đủ để có một cái để tạo một cái cung lượng tim hiệu quả. Thì nó có ý nghĩa đó là contraction của cái sự co bóp cơ tim bình thường, nhưng mà nó là một cái tim rỗng. Thì nó sẽ cũng không tạo được một cái áp lực mạch trung tâm để mình có thể bắt được. Thứ hai á, đó là phân ly điện cơ, thì đây chính là cái tên mà mình thường thấy. Thì phân ly điện cơ có nghĩa là có hoạt động điện nhưng không tạo được mạch. Thì cái cơ chế sinh lý bệnh của phân ly điện cơ đó là có hoạt động điện nhưng mà cái tế bào cơ tim đã bị tổn thương cho nên là nó không tạo nên được sức co bóp cơ tim. Cái máu, cái thể tích máu trong tim nó bình thường cho nên mình sẽ gọi nó là phân ly điện cơ, là do cơ tim nó bị tổn thương. Thì cái hoạt động điện vô mạch này á, mình sẽ có điều trị của nó, quan trọng nhất đó là điều trị nguyên nhân, và thứ hai đó là kích thích area. Ví dụ như là cái empty heart này nè, mình sẽ điều trị gọi là làm sao để tăng cái tiền tải lên, để từ đó tim nó không có rỗng nữa, không có mình sẽ tống máu được bình thường. Thì cái điều trị nguyên nhân là quan trọng nhất trong cái hoạt động điện vô mạch. Hoặc là thứ hai tiếp theo nữa mình sẽ có adrenaline, là bởi vì adrenaline là một trong những thuốc kích thích để tăng sức co bóp cơ tim. Thì ở trong cái cơ chế phân ly điện cơ này á, thì mình cũng sẽ cần kích cái cơ tim lên. Từ đó mình sẽ tạo được cái cung lượng tim hiệu quả. Thì hai cái thì cái điều trị nguyên nhân á, tụi mình sẽ có một cái để nhớ, người ta có một cái cách nhớ. Bởi vì mình phải điều trị nguyên nhân rất là quan trọng trong cái hoạt động điện vô mạch, và chỉ có điều trị nguyên nhân thì mới có thể giúp cho bệnh nhân trở lại cái trạng thái bình thường thôi. Đó là cho nên là mình sẽ cần phải nhớ và tìm rất là nhanh những cái nguyên nhân này. Thì người ta có một cách để giúp mình nhớ, đó là 6H và 6T. Thì mình sẽ thấy á, là 6H là hypovolemia nè, là cái nhát bóp rỗng, cái empty heart nè, hypoxia nè, thì cái này là hydrogen, là một cái tình trạng cam tùy toan kiềm, toan chuyển hóa nè. Hypokalemia nè, là tăng hoặc giảm kali. Hypothermia là gọi là hạ thân nhiệt hoặc là hạ đường huyết. Đó thì 6T đó là toxin nè, rồi đó là tamponade là gọi là tràn dịch màng chèn ép tim nè, tension, BTX là thermothorax là tràn khí màng phổi áp tràn khí màng phổi áp lực nè, thrombosis là cái này có nghĩa là thuyên tắc mạch vành, nghĩa là hội chứng vành cấp nè, thrombosis cái này là BE nè, đó là thuyên tắc phổi nè, và trauma là chấn thương. Thì 6H và 6T giúp cho mình tầm rà soát để mình có thể đề nghị cận lâm sàng nhanh, hoặc là mình sẽ phải can thiệp nhanh để có thể đưa bệnh nhân về cái trạng thái không không còn cái trạng thái hoạt động điện vô mạch nữa. Thì hai cái điện tâm đồ này á, nó không phải là cái nhóm điện tim có thể sốc điện được, cho nên là cái adrenaline và tìm nguyên nhân là hai cái điều trị tiên quyết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.